Hello, kính thưa quý vị và các bạn, cái sự việc xung sao nhất ngày hôm qua nay à, đó chính là cái bài đăng công bố hơn 1.000 cái từ sau kê của MC Trấn Thành. Và tính đến thời điểm hiện tại thì cái bài viết đã thu về hơn 1,2 triệu lượt like và hàng trăm ngàn cái comment cũng như là chia sẻ từ cộng đồng mạng. Có thể nói chưa bao giờ cái câu chuyện minh bạch từ thiện nó lại trở nên nóng như là hiện nay. Và đặc biệt nhất là khi mà bà Nguyễn Phương Hằng liên tục kêu gọi các nghệ sĩ hãy đứng ra công khai cái sao kê tài khoản ngân hàng để minh bạch trong cái hoạt động từ thiện của mình à, và sự kiện trấn thành sao kê nó nóng đến cái mức mà không chỉ à, cái bài đăng triệu like của à, trấn thành bị đem ra mổ xẻ mà tất cả các hội nhóm có liên quan cũng bàn tán xôn xao à, thậm chí là chửi bới qua lại giữa hai phe một bên là ủng hộ trấn thành một bên là ủng hộ bà nguyễn phương hằng và nếu như bên phía ủng hộ trấn thành và ủng hộ nghệ sĩ đó, người ta yêu cầu bà Hằng phải trung độ 50 tỷ đồng như là đã hứa. thì bên phía ngược lại cũng đặt ra hàng tá những cái câu hỏi dành cho nghệ sĩ Trấn Thành rất là nhiều những câu hỏi từ hôm qua tới nay. một số câu hỏi thì đã được Trấn Thành giải thích trong cái video clip ngay sau đó. chẳng hạn như người ta hỏi là tại sao Trấn Thành sao kê mà trong cái tờ sao kê đó nó không có cái số dư lũy kế ở từng dòng từng trang à, thì sau đó trấn thành đã giải thích đó, là vì có quá nhiều giao dịch trong một ngày cho nên số dư đó, người ta sẽ được tổng kết vào cuối ngày đó rồi một câu hỏi khác đó là à, thực sự thì mình tối hôm qua mình cũng có thấy là lăng tăng trong cái chỗ này à, đó là tại sao cái vụ à, chi tiền mua nước hoa đúng không tại sao cái tài khoản nó là từ thiện mà lại chi tiền đi mua nước hoa dành cho cá nhân đúng không rồi cái dòng chi tiền đó thì lại bôi đen đi để không người ta phát hiện hay gì đó thì thật sự là trấn thành có giải thích rằng anh đã dùng cái tài khoản cá nhân khác để chuyển tiền từ thiện bù vô cái khoản trước đó rồi chứ không phải là cái khoản cái khoản chi mua nước hoa đó là từ cái tài khoản mà làm từ thiện à, tại vì hai cái tài khoản này khác nhau nhưng mà vì anh post lên cùng một thời điểm cho nên người ta hiểu lầm cái đó là vẫn là cái tài khoản để làm từ thiện. về à, vậy thôi. Nếu mà đọc hết cái status sau đó của Trấn Thành thì chúng ta cũng có thể hiểu được phần này ở chỗ thắc mắc này, à, nhưng mà vì cái status đó quá dài rồi có thể là một số người thì không có đọc kịp cho nên người ta dẫn đến những cái nghi vấn này. À, nói chung là một số cái câu hỏi mà cộng đồng mạng đặt ra ngay sau khi Trấn Thành đăng status về sau kê thì đã được anh tổng hợp lại và giải thích ngay sau đó bằng một cái video clip cụ thể hơn. À, thì cả nhà có thể xem lại cái cái video clip của Trấn Thành giải thích thêm ở trên trang YouTube của Trấn Thành cũng như là ở trên fanpage trên Facebook cũng có thì mặc dù hiện tại vẫn còn rất nhiều người hoài nghi về cái tính chân thật cái bản sao kê của trấn thành bởi vì người ta cho rằng đã là sao kê thì nó phải rõ ràng như là vợ chồng lý hải minh hà chứ không có thể nào mà tẩy xó rồi che bớt rồi rồi cái chỗ bôi đen như này thế kia như là của trấn thành được à, tuy nhiên thì đến thời điểm này chúng ta cũng không thể nào chưa chưa có thể nào khẳng định rằng ai đúng ai sai trong cái chuyện này đúng không bởi vì à, mỗi người đều có một cái quan điểm riêng à, nếu như mà bên phía trấn thành thấy như vậy là đủ là đủ căn cứ là đủ xác nhận cho rằng là trấn thành đúng à, thì bên phía ngược lại người ta không đồng tình bởi vì à, mọi cái vấn đề mà có liên quan đến tài chính liên quan đến tiền bạc và nhất là những cái số tiền lớn như vậy á, mà bị tẩy xóa thì xem như là nó không có còn giá trị đó thì mỗi người đều có một cái quan điểm riêng à, ai cũng có cái lý riêng của họ thế cho nên để làm rõ chuyện này thì duy nhất chỉ có cơ quan chức năng rồi kiểm toán người ta vào cuộc người ta kiểm tra độc lập thì mọi chuyện nó sẽ rõ thôi chứ chúng ta khoan hãy kết luận và cũng không nên quá khích trong cái chuyện này bởi vì mọi chuyện vẫn còn pháp luật mà bởi vì thực sự trong tất cả hội nhóm hay là những cái, cái gì mà liên quan đến cái chuyện sao kê này thì có hai phe hai nhóm đang chửi nhau ầm xì mỗi người mỗi mỗi quan điểm rồi cự nữ rất là không hay trong cái chuyện này à, bởi vì à, qua cái câu chuyện sao kê của trấn thành á, thì chúng ta lại thấy rằng à, trấn thành thì cũng là một người à, dũng cảm à, cho dù đúng dù sai trong cái chuyện này thì à, trấn thành cũng đã mang lại một cái niềm tin cho cái người à, yêu mến trấn thành à, tuy nhiên thì có một câu nói à, anh có nói rằng à, là trấn thành làm cái chuyện này làm cái chuyện sao kê á, là để lấy lại danh dự cho giới nghệ sĩ thì à, theo mình nghĩ nó chưa có chính xác à, thậm chí là nó rất sai bởi vì có hai cái vấn đề ở đây à, đầu tiên là cái chuyện sao kê cá nhân trấn thành thì trước mắt á, là để nó là một cái phao là để tự cứu mình thôi tự cứu trấn thành thôi chứ làm gì có cái chuyện mà cứu những nghệ sĩ khác được à, chẳng lẽ trấn thành tung sao kê ra là, là tất cả những người khác đều đúng hết sao đúng không có đó là hoàn toàn bậy rồi à, cái chuyện của ai làm thì người đó chịu thôi anh nên tự lo cái bản thân mình trước cái đã đấy anh làm cái sau kê này thì để khẳng định với những người hâm mộ của anh rằng á là anh đang đúng đúng không anh làm mọi chuyện nó nó không có gì mập mờ hết đó đó là một cái chuyện tự cứu mình trước cái đã chứ đâu cứu ai cứu cứu cả giới nghệ sĩ thì nó nó bị mơ hồ quá và cái vấn đề thứ hai nữa là không những trấn thành không giúp được gì cho giới nghệ sĩ trong cái chuyện mà anh tự sao kê của anh mà trái lại á anh còn đang uh, kêu bằng gián tớ uh, gián gián tiếp giết chết những cái người nghệ sĩ khác bằng cái cách là sát muối vào vết thương của họ đúng không bởi vì như ca sĩ đàm vĩnh hưng này chúng ta thấy uh, từ khi mà bà nguyễn phương hằng nhắc tên là nhắc đàm vĩnh hưng trước nhất thì anh cứ uh, đăng status rồi làm video thế này thế kia thì người ta nhận, nhận ra là đàm vĩnh hưng đang né tránh cái chuyện sao kê đúng không đang né tránh mà chấn thành làm vậy này là sao chết tôi rồi à, còn hơn nữa là vợ chồng công vinh Thủy Tiên nè, à, cũng đang kêu bằng, à, người ta nghĩ là anh đang dường như là đang kéo dài cái thời gian sau kê. À, anh nói rằng là à, dịch bệnh này không có đi ra được, không có ra ngoài được, không đến ngân hàng được, không sao kê được. À, nhưng mà cuối cùng Trấn Thành lại làm được. Vậy thì chứng tỏ rằng anh đang đâm sau lưng à, vợ chồng công vinh Thủy Tiên rồi còn gì nữa đúng không tại sao tại sao anh kia cứ cứ lên hai ba clip nói rằng là tôi không làm được trong thời gian dịch bệnh và tôi sẽ đi sẽ đi đó trong khi trấn thành làm được liền à rõ ràng anh đang chơi sau lưng người ta rồi chứ ở đó cứu người ta gì đúng không <laughs> bởi vậy cái cái câu nói mà trấn thành cho là anh sao kê là để lấy lại danh dự cho cả giới nghệ sĩ thì nó chưa có đúng ha và nếu như anh có thể lan tỏa cái năng lượng sao kê đó đó à, đến tất cả những nghệ sĩ còn lại, à, những nghệ sĩ mà có kêu gọi từ thiện á thì đó mới gọi là lấy lại danh dự cho giới nghệ sĩ được. À, họ phải sao kê lên thì họ mới lấy lấy lại danh dự cho chính họ thôi chứ anh không có lấy gì được hết trơn á. Thậm chí là còn đang à, gián tiếp sát muối vào nỗi đau của người ta nữa đó. À chứ còn làm vậy là kiểu bằng hại thải thêm rồi đó. À, nhưng mà thật sự thì cái chuyện sao kê tài khoản đi làm từ thiện à, theo mình nghĩ thì đây là cái điều nên làm và bắt buộc phải làm à, chứ không phải đến khi mà à, có người khác yêu cầu hay là có lời thách đố thì anh mới tiến hành làm sao kê để bằng dằn mặt người ta đúng không à, anh làm cái này mình đã phát cái tâm đi làm từ thiện thì phải à, sao kê phải minh bạch rõ ràng cho cái những cái người mà ta bỏ tiền vô chứ đúng không bởi vì khi nói chung là dù gì á chúng ta kêu gọi uh, quyên góp thì chúng ta đã tạo một cái niềm tin rồi thì chúng ta phải làm cái gì đó, có hành động gì đó để lấy lại cái niềm tin đó cho người hâm mộ, cho cái người gửi tiền vào cho mình. Và qua đó thì chúng ta lại càng lan tỏa được cái cái tiếng tâm, không cái tiếng thơm cho mình thôi. Bởi vì nó quá đơn giản, nó rất là đơn giản, chúng ta đâu có mất cái gì đâu. À, chỉ chạy ra ngân hàng sao kê rồi lấy giày up lên thôi, rất là đơn giản. <laughs> Bởi vậy khi mà theo dõi cái vụ việc này á, và ngẫm lại á, thì mình lại thấy rằng ông ca sĩ duy mạnh ông nói cũng rất là có lý cả nha. À, trên trang cá nhân của duy mạnh sau khi mà à, Trấn thành up kê á, thì anh có viết á là từ thiện bằng cái tâm. À, tới nói thật nhé, làm từ thiện bằng cái tâm đó là móc tiền túi ra mà làm. Những người bỏ tiền túi ra làm từ thiện đó chính là cái tâm của họ và họ không cần phải giải thích cho bất kỳ ai rằng á là tôi làm từ thiện bằng cái tâm, đúng không? Còn nếu không thì họ có thể kêu gọi từ thiện bằng cách đó, lập nên một cái quỹ từ thiện để mọi người có thể gửi vào số tài khoản chung và nhiều người giám sát à, trong đó có kiểm toán kế toán để giám sát chéo lẫn nhau thì mới có thể minh bạch được còn một khi mà hô hào quyên, gọi, uh, quyên góp từ thiện vào tài khoản cá nhân thì lúc đó cái tâm nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cảm xúc cá nhân đó à, tiền gửi vào tài khoản cá nhân ít thì cái tâm uh, rất nhiều và rất trong sáng nhưng mà đến khi số tiền lên đến vài trăm tỷ gửi vào thì à, gửi vào tài khoản cá nhân thì lúc đó cái tâm nó sẽ vơi đi rất nhiều à, vì lúc đó lòng tham sẽ nổi lên à, mà một khi lòng tham nổi lên thì cái tâm nó cũng chẳng còn giá trị nữa mà lúc đó cái mồm thì nói tôi làm từ thiện bằng cái tâm đó chỉ là diễn thôi bởi vì tiền lúc đó nó đã làm cái tâm phải suy nghĩ phải đau đầu à, một người thầy tu mà đứng trước một cô gái đẹp cái tâm còn bị lung lai, huống hồ một anh chàng nghệ sĩ sống và tồn tại trong môi trường showbiz, đầy cám dỗ, đố kỵ, tự nhiên vớ được một cục tiền vài trăm tỷ, chả lẽ vẫn giữ được cái tâm trong sáng hả? À... bởi à, vậy thật sự thì muốn làm từ thiện từ cái tâm mà đợi khi người khác khích bác rồi mới chạy đi sao kê để dằn mặt thì cũng không biết là cái tâm gì luôn cả nhà à, mà nghe đâu là trấn thành với lại một số nghệ sĩ cũng đang rục rịch làm đơn để thưa kiện bà hằng để à, chúng ta cũng chờ xem à, cái câu chuyện pháp lý nó sẽ diễn ra như thế nào nha cả nhà à, chuyện hay kịch hay vẫn còn phía sau ha rồi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại